Già và sâu quá đi. Hiện tại người ta đi ngủ hết rồi. Lâu nay mới ngủ. Chị Hà nhé, lát nữa lên xem tổ tiên. Mẹ gội đầu xong định buộc tóc. Mấy hôm nữa lại đi cắt chuỗi yeah. Lại cho chị lên hình bây giờ. Ấy, xin cháu bông hoạn cho chị. Cô mừng cái múa. Bình ti. Thái độ của chị không đi gọi, ok nhỉ? Yeah. Cô lắp tạm bên 5 mình thích.